Ngay sau khi dự sinh hoạt chi bộ ấp thị tứ giàm sáng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đã đến thăm động viên tặng quà hai gia đình chính sách người có công trên địa bàn. Đến thăm gia đình ông Lê Hùng Liệt, đang thờ cúng mẹ Việt Nam Anh Hùng và gia đình bà Bùi Thị Nga, thương binh, từng bị địch bắt, tù đầy. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, gương mẫu, cung cấp ủy chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng phát triển quê hương đại diện các gia đình chính sách, người có công bày tỏ sự xúc động và cảm ơn tình cảm sâu sắc của lãnh đạo thành phố. Coi đây là nguồn động viên tinh thần để gia đình tiếp tục dương lên trong cuộc sống, dựng động con cháu tích cực thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho quê hương.